Từ thực tế miền Bắc thiếu điện nghiêm trọng, các chuyên gia, nhà quản lý đã tập trung chia sẻ, phân tích, đưa ra các giải pháp tìm cách tháo gỡ tại tọa đàm, giải bài toán thiếu điện cách nào. Tại tọa đàm giải quyết bài toán thiếu điện cách nào do câu lạc bộ Cafeso tổ chức vừa qua tại Hà Nội, đại diện Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia A0 cho biết, từ tháng 4 đến nay, việc cấp điện gặp nhiều khó khăn, sản lượng điện toàn hệ thống có sự thay đổi rất mạnh, tăng phụ tải lên tới hơn 453 triệu kWh, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân là do hiện tượng El Nino tái diễn, cộng với năm nay là năm nhuận, nên theo kinh nghiệm dân gian, mùa khô sẽ kéo dài thêm một tháng, sẽ khiến áp lực cấp điện gia tăng. Dự kiến phải đến tháng 8, việc cấp điện được giải tỏa khi qua giai đoạn mùa khô và các nhà máy điện được vận hành ổn định. Tại tọa đàm, các đại biểu cho rằng miền Bắc là khu vực có tốc độ tăng trưởng phụ tải cao nhất cả nước với ngưỡng 9,3% một năm trong giai đoạn từ 2016 đến 2020, tương ứng gần 6.000 MW, trong khi tăng trưởng nguồn điện chỉ đạt 4.600 MW, tăng khoảng 4,7% một năm trong giai đoạn này. Về giải pháp cung ứng điện, đại diện EVN cho biết hiện có 3 nhà máy nhiệt điện đang gặp sự cố và tập đoàn đang dồn hết sức cùng các đơn vị cố gắng khắc phục sớm nhất. Kỳ vọng đến tháng 7 sẽ có thêm nguồn điện hơn 1.000 MW nhiệt điện than được đưa vào vận hành. Cũng theo các chuyên gia, thách thức lớn nhất của Việt Nam hiện nay chính là nhiều năm qua, cả nước không có thêm nguồn thủy điện hay nhiệt điện lớn nào được bổ sung. Để giải bài toán thiếu điện, phải sớm gỡ rào cản cơ chế, dám chịu trách nhiệm và gỡ nút thắt về nguồn vốn, về đầu tư.